Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới tất cả mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, các căn hộ của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái dự án 8 căn của tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có cái giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 490 triệu đồng và diện tích từ 36 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Hôm nay em sẽ quay một trong 8 căn đấy ở cái vị trí này nhá mọi người nhá. Vị trí này là rất là gần với lại nhà văn hóa tổ 15 phường Yên Nghĩa, rất là gần với lại khu đô thị Yên Nghĩa, rất là gần với bến xe, gần quốc lộ 6, phạm vi bán kính từ 2,5 km đổ lại thôi. Thì hôm nay em sẽ quay một cái căn nhà có cái giá chào bán là chỉ từ 1 tỷ 490 triệu đồng, diện tích là 38 m² và xây dựng thiết kế là 4 tầng. Ngõ trước nhà là 2m3 mọi người ạ. Đây, và cách đường ô tô đi lại nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30m thôi. Tính từ ngoài đầu ngõ cho tới căn cuối cùng mọi người nhá. Nào, xin mời mọi người đi theo em vào một cái căn 38 m². Mặt tiền của cái ngôi nhà này, thông số về ngôi nhà mọi người nhé, 38 m. Mặt tiền là 3,96 m, mặt hậu là 3,98 m, đất nở hậu. Và đấy, mọi người có thể nhìn mặt tiền của ngôi nhà đều được là ốp gạch. Gạch ở đây, ở ngoài này là ốp gạch 30-60 vân đá. Đó, thiết kế một dãy nhà liền kề 6 căn và ở phía mặt ngoài là 2 căn. Mời mọi người tiến vào phía phòng khách của em. Đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được chủ đầu tư thiết kế 2 lớp. Lớp ngoài là sắt hộp, sơn tĩnh điện và lớp bên trong là cửa kính nhôm Việt Pháp. Đây. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Nhà máy nhôm Việt Pháp. Với cái diện tích là 38 m², thiết kế cái căn nhà này nó có rất là có sự khác biệt mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn đây, ở đây chủ đầu tư thiết kế ở dưới tầng 1 là phòng bếp và khu này là để xe mọi người nhá. Đây này. Đây. Phần đây chính là phần để xe cho ngôi nhà mọi người ạ. Rất là rộng. Nó rơi khoảng tầm để được 7-8 cái xe máy đấy mọi người ơi. Hệ thống đèn led, trần thạch cao, sơn. Nói chung với cái căn nhà này em Ánh quay gửi tới mọi người thì là căn nhà này đã xong hết 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng bếp cùng em. Phòng bếp của căn nhà đây, vì là phòng khách, lát nữa em sẽ gửi tới mọi người phòng khách ở phía trên tầng 2, cho nên là phía tầng 1 của ngôi nhà này phòng bếp rất là rộng, rộng vô cùng luôn. Hệ thống điện nước đều được lắp đặt và trang bị đầy đủ rồi mọi người nhé. Đấy, tủ bếp đây này. Mọi người nhìn thấy không? Rất đầy đủ. Đầy đủ mọi cái công năng của một cái tủ bếp. Và diện tích cái tủ bếp này rất là rộng. Đó, đều được lắp hết cái bồn chậu, vòi rửa. Phía tầng 1 của cái ngôi nhà này là có một nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh của ngôi nhà này, tầng 1 này là đầy đủ về bồn cầu, lavabo, vòi xịt, cũng như là toàn bộ cái trong nhà vệ sinh là được ốp gạch 30-60 cho nó sạch và thoáng cái nhà vệ sinh. Đồng thời nó có máy bơm nước tổng lên toàn bộ cái ngôi nhà mọi người nhé. Cửa thông phòng của nhà vệ sinh là cửa nhôm Việt Pháp ạ. Xin mời mọi người tiến lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là có phòng khách và một phòng ngủ, tay vịn cầu thang cũng như là được làm bằng chất liệu là gỗ lim mọi người ạ. Đây rồi, đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà. Và chủ đầu tư thiết kế theo một cái gác lửng, chính là phía phòng khách, chính là để làm phòng khách cho toàn bộ cái ngôi nhà này. Rất là rộng,
có vách CNC để trang trí. Ở đây mọi người có thể có một số cái kệ CNC này để trang trí bình hoa rồi là các thứ theo gia ý gia chủ. Ở phía phòng khách này có cái sổ, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy cái không khí rất thoáng vào trong cái căn phòng khách này. Đồng thời là có ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa hết rồi. Đó, mọi người xem cửa sổ thì được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là lớp cửa nhôm Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Rất là an toàn nếu mà nhà có trẻ nhỏ mọi người nhé. Xin mời mọi người sang phía hướng sang phía phòng ngủ của ngôi nhà cùng em. Hướng căn phòng ngủ đầu tiên của cái tầng 2 đây. Căn nhà này là hướng Tây Nam mọi người nhé, rất là mát luôn. Hướng Tây Nam và phòng ngủ đây. Tất cả các phòng ngủ đều được trang bị đầy đủ về đây này. Ống chờ điều hòa, dây lắp điều hòa, cửa sổ. Cho nên cái căn nhà này thực sự là rất là thoáng mọi người ạ. Căn nhà này thoáng và phía đằng trước là có một cái bức tường của cái ngôi nhà bên cạnh thì là cũng rất là thoáng mọi người nhé. Và mát, bởi vì là mọi người thường nghĩ rằng là cái hướng Tây nó sẽ bị nắng, nhưng mà cái căn nhà này thì là được cái nhà phía trước đã chắn cho mình rồi, nên là căn này đứng lên rất là mát. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Hệ thống cửa thông phòng của toàn bộ ngôi nhà này đều được làm thiết kế nhôm Việt Pháp mọi người ạ. Đây. Phía tầng 2 của cái căn nhà này có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của cái căn nhà này cũng được thiết kế đầy đủ. Tất cả đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo, vòi xịt, đầy đủ công năng cho một hộ sử dụng gia đình. Xin mời mọi người lên phía tầng 3 của ngôi nhà này cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà này được thiết kế là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nhé. Như vậy là vị trí cái căn nhà này là có phòng khách riêng và 3 phòng ngủ. Đây, phòng ngủ ở trên tầng 3 đây mọi người ơi. Đó. Rất là sáng. Đây chính là phía phòng ngủ tầng 3 của ngôi nhà, hai phòng ngủ. Tất cả phòng ngủ đều đã được lắp ống chờ điều hòa và dây chờ điều hòa sẵn rồi mọi người nhé. Mời mọi người hướng sang phía cái căn phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 3. Đây. Đây. Tất cả các phòng đều có áp để lắp điều hòa mọi người ạ. Đó. Rất là sáng. Căn nhà này thì rất là gần chợ này, trường mầm non, trường tiểu học. Và cái vị trí đi lại cũng rất là thuận tiện, cách nhà văn hóa chỉ tầm khoảng tầm 150m thôi. Trên tầng 3 cũng có một cái nhà vệ sinh tương tự như, thiết kế tương tự như tầng 2. Đó. Đầy đủ hết. Mọi cái chức năng trong nhà vệ sinh, đầy đủ mọi cái công năng trong một hộ gia đình sử dụng. Mỗi tầng khác nhau, không phải chạy đi chạy lại. Và cuối cùng em xin mời mọi người hướng lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Tất cả tay vịn cầu thang từ dưới tầng 1 cho đến hướng lên tầng 4 đều làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Trên tầng 4 của cái ngôi nhà này được thiết kế gồm một khu sân phơi, một khu phòng thờ và một khu để máy giặt. Thì đây em xin giới thiệu với mọi người, đây chính là phần để máy giặt của ngôi nhà này, để ở phía bên trong. Đó. Và hệ thống sàn thoát nước. Phía ở đây chính là phòng thờ của ngôi nhà mọi người ạ. Đây chính là phía căn phòng thờ của ngôi nhà. Rất là rộng. Được thiết kế tương tự như các phòng ngủ của tầng 2, tầng 3, tầng 4 vậy. Nhà nào nếu như mà có nhu cầu, không có nhu cầu làm phòng thờ thì có thể làm phòng ngủ, phòng kho. Đây là có một cái hệ thống giếng trời để lấy ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực cầu thang mọi người nhé.
Tiếp theo mời mọi người ra phía sân phơi của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía sân phơi vô cùng rộng mọi người ạ. Nếu như ai mà có yêu thích trồng hoa hoặc là trồng cây thì có thể trồng ở trên khu vực này, rất là rộng. Mọi người có thể ngắm nhìn xung quanh của cái vị trí căn nhà này, rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều cây xanh, nhiều hộ dân. Ở đây hàng xóm rất là thân thiện mọi người ạ. Thì em Ánh đã giới thiệu gần như là chi tiết về cái căn nhà này rồi. Giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 490 triệu đồng, diện tích thì là 38 m². Hướng nhà là hướng Tây Nam, mọi thông số em đã nói đầy đủ rồi. Nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể để lại phía comment ở phía dưới kênh của em. Dưới cái video này em sẽ trả lời cho mọi người, hoặc có thể để lại số điện thoại để em có thể gọi lại tư vấn, hoặc mọi người có thể call ngay cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để có thể nhận là người đầu tiên xem những video tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.